yếu là hở, đúng không ạ? Đấy thì thầy sẽ đánh giá cái cấp cần được cái đó. Thế còn còn nó chiếu thì thực ra chiếu nó chỉ có vậy thôi. Thế thì mình sẽ lần lượt qua từng cái bước một nhé, để sau này các bạn mình sẽ làm nhà nữa, đúng không? Thì bạn có bao nhiêu bạn nhỉ? 34 bạn thì các bạn chia không hộ đừng mà tay được đây chưa buổi tối thì các bạn mình thứ nhất là mình gọi làm để các bạn cùng xem, sau đó chúng mình sẽ thực hiện nhé. Thì thứ nhất là các bạn để, nếu mà để như này thì có nghĩa là cái màn hình nó hơi nhỏ quá, chúng ta nên để màn hình cái hình 2D cho cái hình siêu âm tim nó rộng rãi ra như này. Đấy, thì nó sẽ nhìn rõ. Cái thứ hai là điều chỉnh cho cái game nó xuống để trông đấy như này, nó sẽ nhìn rõ cái nội mạc cơ tim, nó không bị những cái yếu tố nhiễu. Thế thì đây là một cái hình ảnh, cái này chắc các bạn đã được hướng dẫn rất nhiều bằng rồi đúng không ạ? Mặt cắt cơ bản rồi, những cái gì nữa đây nhỉ? Thôi mình cứ tập trung vào những cái mình học nhé. Thế thì ở đây thì mình sẽ đánh giá được một là van này ạ, là van động mạch chủ. Đây là van hai lá. Thế thì đây là đánh giá sơ bộ trên hình ảnh 2D, và thì chúng ta sẽ nhìn được cái van, thứ nhất là nó có thanh mạch hay không, nó có vôi hóa hay không, nó có dày hay không, van nó có khi mà nó gọi là nó tiếp xúc với nhau cái chỗ điểm này. Cái này người ta gọi là cái coaptation, cái này các bạn cũng sẽ hay gặp rất là nhiều, cái chỗ mà nó chập với nhau này. Thì nó gọi là cái coaptation, tức là cái chỗ mà cả hai cái van của vận động chủ hay van hai lá bình thường nó đóng thì không bao giờ nó đóng siết vào nhau như này đâu. Ba lá van vận chủ hoặc hai lá van hai lá nào cũng không bao giờ nó đóng như này đâu, như này đâu, mà nó sẽ đóng như thế này, nó sẽ có một cái điểm như này. Và đây, cái này được gọi là cái coaptation. Thế thì tùy vào cái chiều dài của này mà sau này người ta sẽ tính cái chuyện can thiệp của cái van ấy, can thiệp chuyện can thiệp sâu hơn một cái khác. Thế thì thì đây mình nhìn ở đây, mình quan sát về cái van. Bạn này thì sao các bạn hướng dẫn thêm nhé. Đấy, thì đây là cái van động mạch chủ và đây là cái van hai lá như này. Thế thì chúng ta có thể quan sát được cái mức độ là van mạch chủ nó có xa hay không, hay là nó có xùi hay không. Đấy, các bạn nhìn trên 2D được. Ở dưới van hai lá có xa có xùi hay không, ý là như thế. Đấy là mình 2D. Thế bây giờ về trên một cái bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào đánh giá trên áp qua van thôi, cho nên là trên mặt cắt này thì chúng ta không đánh giá trên áp qua van được. Thế nhưng mà chúng ta sẽ đánh giá một cái thông số mà chúng ta sẽ hay quan tâm, đấy chính là cái đường gân thất trái LVOT, đường gân thất trái. Thế thì đường thất trái thì đo như nào? Thứ nhất, đường gân thất trái là đo ở giữa thời kỳ tâm thu là van động mạch chủ nó mở ra, và chúng ta đo ở từ gọi là nội mạc thành nội mạc phía trong này đến nội mạc của phía trong ở thành dưới của cái đường gân thất trái. Có thể ở trên, ở thành trên và thành dưới. Thế thì cái này mình đo khoảng cách, tức là cái đường đo của mình thì nó trong theo cái tiêu chuẩn là từ 0,5 đến 1 cm so với cả cái mặt phẳng của cái vòng van này. Để cho thì các bạn sẽ đo như thế này, được chưa? Và nó song song cái đường này là đường của mặt phẳng vòng van của van động mạch chủ, bạn nhìn thấy không ạ? Thì mình sẽ đo song song với nó, được chưa? Đo song song, mình không đo vuông như này, đo như này, đo song song, được chưa? Song song với cái mặt phẳng vòng van. Thế thì đây là mình, cái này thì nó có giá trị để sau này mình, một là mình đánh giá cái đường thất trái nó có bị nhiều khi nó hẹp quá hay không. Cái nữa là mình sẽ đánh giá đo để mình khi mà mình là đẹp, gọi là tính toán cái diện tích lỗ van động mạch chủ thì mình cũng phải dùng cái chỉ số là đường kính của đường thất trái, được chưa? Thì đây là một cái thông số mà khi mà làm trên mặt cắt này chúng ta phải lưu ý, nếu như chúng ta tính toán cái diện tích của lỗ van động mạch chủ trong trường hợp mình có hẹp chủ, hãy đánh giá lỗ van. Thế nên các bạn thông tức là rõ cái chỗ này rồi, đúng không ạ? Trong quá trình mà đây là cái buổi thực hành, trong quá trình mà chúng ta nhìn như này, chúng ta thì có vấn đề gì mà chúng thắc mắc thì chúng ta cứ hỏi luôn để cho nó dễ, và bàn đánh bạn sẽ nhớ luôn, còn một tí nữa tập trung lại hỏi thì sẽ có thể quên mất, được chưa? Thế thì bây giờ tiếp tục là cô sao bạn nói đi, em thấy cái đường kính đồng van chủ như thế này, như mình đo như này thì có phải là song song không? Vì song song với cả cái mặt phẳng vòng van động mạch chủ. Đây, ví dụ như này, đây mình sẽ đo song song như này.
được chưa ạ? Vâng. Được chưa ạ? Đo song song luôn. Và cái khoảng cách của nó là từ 0,5 đến 1 thì mình cứ đo sát như này là được. Được chưa? Đó là so là theo tiêu chuẩn. Rồi, đo ở thời kỳ giữa thời kỳ tâm thu, tức cái van của chúng nó mở ra cái lá van như này. Được chưa ạ? Rồi ok. Rồi tiếp tục. Xong đến năm à, thôi mình cứ đánh giá luôn cái hở đi nhỉ. Để cho tiện luôn nhá. Thế thì okay. Nhưng mà hở thì ta không học đâu đấy. Nó chưa ngát mà. Thì bây giờ như này nhá. Khi mà chúng ta đưa cái đốc len màu vào thì chúng ta biết cách chỉnh cái scan area rồi đúng không ạ? Mình sẽ để focus, tức là khi mình để cái dòng như này, mình sẽ chỉnh vào mỗi máy nó có một cái nút, thường là nút select. Chúng ta sẽ ấn vào để chúng ta chỉnh cái scan area thì nó sẽ, thì cái màu nó sẽ tập trung vào cái vùng mà mình cần đánh giá. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ để giác như chúng ta đánh giá văn động mạch chủ. Chúng ta để cái bình thường nó sẽ rộng như này, như thế này. Như này. Chẳng hạn thì nó rộng như này thì nó sẽ không có chính xác và nó sẽ không rõ. Thế bây giờ mình sẽ chỉnh nó, chúng ta đánh giá bắt đầu chúng ta chỉnh như này thôi, được chưa? Thế sau đó chúng ta sẽ để tập trung vào cái vùng chúng ta đánh giá. Thì trong trường hợp nếu nó có hẹp chủ thì chúng ta sẽ thấy một cái dòng như vậy, xin lỗi, hở chủ hoặc hẹp chủ thì sẽ có một cái dòng hở chủ thì sẽ có một cái dòng ngược ra đúng không ạ? Đấy, thì cái bát động mạch chủ sẽ đóng và lúc đó sẽ có một cái dòng màu ở đây nó đi ra. Thế thì hở chủ thì chúng ta sẽ cũng phải đánh giá về cái gọi là cái vena transacta, tức là cái đường kính chỗ tại gốc, đường kính dòng hở tại gốc thì chúng ta đo đường kính. Đấy, thì chúng ta sẽ đo cái chỗ gọi là nó cái sát van mà nó rộng nhất. Được chưa? Thì chúng ta lấy ra một cái thông số để mình đánh giá cái diện tích lỗ hở hữu dụng. Sau khi mình đo bằng pizza thì như thế, tiếp vào bệnh nhân này không có, mời bệnh nhân nào như bạn này không có thì không làm nào được tìm ra, thì để chúng ta trong mặt cắt này chúng ta đánh giá được cái đó. Đó thì chúng ta đến hoặc là trên mặt cắt 5 buồng đúng không, đánh giá được cái đó. Cái tiếp theo nữa là tiếp theo là cái hẹp chủ. Hẹp chủ thì chúng ta sẽ đo ở dòng tống máu tức thời kỳ tâm thu, chúng ta thấy rằng có cái thì chúng ta không chỉ là thấy một cái dòng rối đi ra khi thời kỳ tâm thu, dòng rối của cái tống máu ở đây ở van động mạch chủ đi ra, thì nhưng mà chúng ta không đánh giá trên ngang vào cái này tại vì nó không song song. Chúng ta sẽ đánh giá ở mặt cắt 5 buồng hoặc là hẹp chủ có thể là 3 buồng hoặc có thể là mặt cắt ở trên hậu ức là đánh giá được. Thế còn cái đấy là cái van động mạch chủ. Thế về cái van hai lá thì chúng ta cũng trước hết chúng ta cũng cho cái dòng màu vào. Thế sau khi cho màu vào thì chúng ta sẽ đánh giá được, nếu như bên có hở van thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái dòng hở đúng không ạ, đo được diện tích dòng hở và cũng đo được cái gọi là chúng ta cũng thể đo được cái bên nhà cân ta và đo được cái pizza cũng giống như cái hở chủ thôi, được chưa? Thế thì về cơ bản thì cái này, cái dòng này thì cái bên này thì không đo được trên ngót. Thế nhưng chúng ta, nếu mà chúng ta vách cái tay lên một chút như này, cao lên một chút đây, thì các bạn cũng thấy một phần của cái đường ra thất phải, các bạn thấy không ạ? Và có cái van động mạch phổi, bạn nhìn thấy không ạ? Thì đây cũng gọi là cắt, tức là nó cũng có là trục dọc, như nó gọi là lên trên để đánh giá cái phần đường ra thất phải đấy, hoặc là van động mạch phổi. Thì rất nhiều các trường hợp bệnh nhân mà có hẹp thất phải thì các bạn với những mặt cắt thông thường là các bạn không đánh giá được đâu, thì chúng ta sẽ đánh giá ở mặt cắt này, nó sẽ nhìn thấy cái phần đường ra thất phải ở đây này, cái phần đây là van ba lá đúng không, các bạn thấy không ạ? Một phần của van ba lá đây là đường phản nhân, như bạn này là rất là thông thoáng đúng không ạ, rất là đẹp đấy. Thế nhưng mà trong trường này thì chúng ta nhìn là nó cũng rất là song song, cái dòng mà chúng ta cho cái cursor vào đây thì thấy rằng nó cũng rất là song song đây. Thì chúng ta sẽ, tại vì đường ra thất phải là một trong những cái đánh giá khó, bởi vì là do cái vị trí của nó thì cái cursor nhiều khi nó không song song cùng với cả dòng chảy. Thế chính vì thế chúng ta bắt được cái đốt le để đánh giá được cái chê ngát của nó nhiều khi là không chính xác. Thế thì trong cái lát cắt này là một những cái lát cắt mà chúng ta có thể ứng dụng trong tâm lâm sàng để trong trường bệnh nhân có nghi ngờ hẹp ra thất phải, thì các bạn có thể dùng cái lát cắt này để đánh giá, một là khảo sát cái đường ra thất phải xem nhìn ở đây nó có gồ lên ở đây không, rồi có dòng tống máu, dòng rối chảy qua đây không, chúng ta đo trên ngát qua đây thì chúng ta sẽ thấy là nó hẹp hay không hẹp. Như thế các bạn này thì rất tốt rồi đúng không? Những cái này thì chúng ta cho scan nó lấy một chút chẳng hạn, thế đúng không ạ? Cái này tất nó chưa đến một đâu nhá, thì đấy là chúng ta đánh giá. Thì tiếp tục là
cái này có thể đánh giá cả động mạch phổi nữa, check up các động mạch phổi chúng ta nhìn tương đối rõ như thế này, nó lai ra mặt cắt chụp ngắn rồi, nó quay về chụp ngắn đi. Như này là thứ nhất là về xong, chúng ta về đến tiếp theo chúng quay về mặt lát cắt chụp ngắn nhé. Thì chụp ngắn thì chúng ta các bạn biết rồi đúng không ạ, đã được hướng dẫn cách cắt rồi, quay 90 độ được chưa? Theo chiều kim đồng hồ ta sẽ thấy được đây là chụp ngắn thì nó có nhiều lát cắt qua cái thất trái, thì đây là lát cắt chụp ngắn ngang qua van động mạch chủ và van động mạch phổi. Đấy, nó sẽ có nhiều, chẳng hạn như ta đi dọc theo cái vùng tim, ta đi xuống theo cặp thất trái, thì đây là chụp ngắn ngang qua van hai lá, các bạn thấy không ạ? Đấy, xong rồi chúng ta ra xuống giữa là các chụp ngắn ngang qua cơ nhú, các bạn thấy không, hai cơ nhú không? Đấy, thấy không ạ? Đấy, chúng ta sẽ chỉnh cái bên nó đấy một chút nữa. Thì chúng ta sẽ, vì ở mỗi cái lát cắt khác nhau thì nó sẽ có giá trị đánh giá khác nhau. Thế thì khi bệnh nhân, khi chúng ta có thể chẳng hạn những cái lúc mà nó khó không rõ, chúng ta chỉnh lại cái ghen rồi bảo bệnh nhân úp sấp người xuống một chút. Cái đó nó quan trọng lắm đấy, nhiều khi là mình không đánh giá được. Hoặc là những bệnh nhân mà người ta nhiều khi là người ta có bệnh về phổi chẳng hạn, mình không đánh giá được vì nó mờ quá, nên là thôi không cách nào, mới bắt bệnh nhân là hít vào sâu một cái, xong rồi bệnh nhân thở ra được. Là trong lúc bệnh nhân thở ra một cái thì cái lồng ngực nó xẹp xuống một chút, là mình có thể sẽ bắt được rất nhanh là cái hình ảnh 2D nó rất là đẹp, hoặc là tên mà cái gì mình cần nó làm thì nhìn trong cái khoảnh khắc bệnh nhân nín thở đấy, thở ra hết cỡ và nín thở thì mình sẽ đánh giá được. Chứ còn nếu mà nhiều khi đây là bạn này bạn ấy khỏe mạnh cái thứ cái hình ảnh nó rõ này, chứ nhiều bệnh nhân là nhìn mãi không thấy đâu. Cái tiếp tục là đây là ở mỏ, thì các lát cắt này chúng ta đánh giá vận động thành tim rồi cơ nhú nhức nhu, quan thấy rằng cái trong cái bài bệnh cơ tim thì đại thì đây là một cái trường hợp cơ nhú bình thường, thì hai cái cơ nhú nó ở vị trí như này, nhưng có những trường hợp đại cái cơ nhú nó lại từ đây ra đây, đi ở đây cơ, nó bị bất thường về cơ nhú đấy, thế thì nó gây ra cái hở hai lá rồi. Thế thì cần tiếp tục là sâu xuống dưới là ở mỏ đấy, ở mỏ các bạn thấy vận động thành tim rất tốt đúng không ạ? Đấy, thế thì ở quay lại cái lắp cắt ngang qua van động mạch chủ và van động mạch phổi nhá, thế thì các bạn sẽ thấy rằng các sẽ quan sát về mặt hình ảnh 2D, thấy rằng là cái van động mạch chủ là có mấy lá van rồi. Cái này ta không quay lại được, chúng ta sẽ đây, chúng ta nhìn qua lại một chủ trước đi, thì chúng ta nhìn thấy các bạn thấy rõ đây là các bạn chủ của mấy lá van rồi đúng không ạ? Đấy, ba lá van nó có đóng nhau phủ kín hay không, chúng ta sẽ có cho dòng màu vào ban động mặt chủ để xem mà nó có hở không. Nếu mà có hở chúng ta sẽ đo cái gọi là planetary, tức là cái diện tích lỗ hở ở đây. Bây giờ mà có một cái trường hợp có nhiều bệnh nhân là nó có một cái dòng hở nó như cái chấm ở cái chỗ van động mạch chủ này, bây giờ thì đóng lại như thế này, đây cái dòng màu hở đây này thì mình có đo cái này ở đây, mình có đo cũng tính ra nó có giá trị, nhưng mà gọi là bây giờ người ta không dùng được đấy. Thế thì tiếp tục là van động mạch chủ chúng ta quan sát như vậy nhé, ra nó có hở hay không nhé. Thế sau đó thì đây là van ba lá, thì rất nhiều trường hợp mà bệnh nhân trong cái mình không đánh giá được cái đo được cái chênh lát của van ba lá ở cái lát cắt 4 buồng, thì đây cũng là một lát cắt để mình đánh giá van ba lá, các bạn nhìn thấy không ạ? Đặc biệt những bệnh nhân mà có bệnh lý về van ba lá hở xa về các thứ thì ở cái lát cắt này nó cũng rất là rõ, và để khảo sát van ba lá chính là cái lát cắt này, ngoài lát cắt 4 buồng ra thì các bạn để ý. Alo. Vâng, các bạn để ý lát cắt này nhé, trong trường hợp này mình bóc cái phổ ba lá mình không thấy như thế này đấy, thì mình sẽ tập trung vào cho focus của ban ba lá, cái dòng màu của ban ba lá, bạn thấy không ạ? Đấy, xong chúng ta sẽ cho cái sâu vào đây. Bình thường thôi đấy, tiếp tục đấy là van ba lá, van động mạch chủ, rồi tiếp là van động mạch phổi. Van động mạch phổi thì các bạn vẫn là cái như này, lát cắt như này, như các bạn ngửa tay ra một chút nhé, ngửa tay ra một chút và chỉnh cái không cần nhìn vào cái tay đâu, nó nhìn trên màn hình đó, nó chỉnh cho sao mà cái van động mạch phổi nó hiện ra rõ nhất, và đường kính và hai cái thân và nhánh động mạch phổi cho người ta một tí. Này, không nói thì chúng ta lại quay lại cắt chụp. Này,
Thì ở bạn này thì người ta nhìn thấy rõ là cái bạn là một phổi, nó mềm mại, nó thông thoáng, mở ra mở tốt như thế không ạ? Nó không có rõ hình phần, chúng ta cho hai đây lên một tí để nhìn thấy cả cái đây là cái gốc của mặt phổi. Đây, chúng ta nhìn thấy rõ đây. Đấy, thì đây là cái chúng ta sẽ đang gốc ở mặt phổi vị trí mặt. Chả biết cái này không có cái ấy ở đây nữa. Gốc động phổi đây, cái thân động phổi cũng đang ở đây, nhánh phổi phải, nhánh phổi trái nhé. Chúng ta đo cái này trong đó trên nhắc này phổi chúng ta đo cái cách này. Đây chúng ta sẽ đặt cái vết xe vào đây, đo làm tốc lên liên tục. Này cũng một phổi ít, thành ra cũng không. Đây là cái dòng của hẹp phổi. Nếu mà chúng ta đo thì đo chính là cái dòng này, nó sẽ đo vào cái đo tính tất cả chúng ta bây giờ đều là tính được là trên áp trung bình qua các van, từ van hai lá này, van động mạch chủ đến van động mạch phổi và van ba lá. Thì các chỉ số trên áp trung bình, trung bình chỉ số trên áp cũng đo nữa, đánh giá xem mức độ hẹp như thế nào đấy. Thế còn thì chúng ta sẽ đo, ví dụ như bệnh chúng ta sẽ đo thì là sẽ đo ở phía ngoài của cái phổi lúc này. Ví dụ đây là phổi phổi. Thấy chưa? Thì đây cái áp trung bình có 1,9 thôi. Đấy, thì bình thường. Bình thường thì với hạch phổi thông thường thì nó nhiều thì nó trên 64 là nặng. Đấy, trung bình. Bình thường thì nó nặng 5. Trung bình đấy nhé, đó nhá. Bây giờ là cứ tính thì là trên áp trung bình nhé. Tính là trên áp trung bình hết, kể cả van qua van hai lá hay là van động mạch chủ thì đều tính là trên áp trung bình. Chứ mình cũng tự gây like hướng dẫn ấy, gây like của hội xuân tim Mỹ ấy, thì họ đều tính chẳng hạn như van hai lá thì cái trên áp trung bình qua van hai lá mà trên 10 là sẽ là hẹp khít. Đấy, chứ mình cũng tính là trên áp tối đa đây, từ 5 đến 10 vừa, đó là 5. Nhẹ. Thứ ba là bình thường vẫn đo. Thì bây giờ các bạn đo ví dụ như vừa nãy các bạn hình ảnh các bạn như thế này, ví dụ ban hai lá như này thì các bạn sẽ đo tối đấy là xong thì chúng ta tối đa và trung bình đúng không? Bây giờ qua ban cân nằm 41 nhưng cho bạn nhìn là thế nào là tối đa và trung bình. Trên đấy là trước khi chúng ta đo cái đo bằng cái phổi trên cái phổi thì nó sẽ có hai cái thông số đấy là trên áp tối đa và trên áp trung bình. Bạn sẽ đặt đều trên cái hình ảnh đấy. Đây, thế thì chúng ta đo cho nó song song nhé. Để khi mà chúng ta đặt làm, khi mà chúng ta đo bằng lúc đo liên tục ấy, chúng ta có thể để cái gọi là cái cửa sổ Doppler là cái chỗ này này, thì ở vị trí nào cũng được. Bởi vì nó là dọc xong nó đo cả một song song cái siêu này. Thế còn nếu mà chúng ta đo bằng nó liên tục thì chúng ta bắt buộc. Chẳng hạn khi mà đo những lúc đo sung ấy, tức là chúng ta đánh giá ví dụ như là tỷ lệ E trên A chẳng hạn, thì ta bắt buộc phải để cái đầu màu tiếp của bạn hay là cái đầu mút của bạn hay là được chưa? Thế còn nếu mà trong việc bước liên tục chúng ta đánh giá như sắp tới này chúng ta để ở vị trí cửa sổ kẻ vị trí nào cũng được. Đấy thì các bạn ví dụ như này, cho đúng cái dòng tổng hợp các bạn. Bộ chúng ta tăng lên lên. Được chưa? Đấy, tăng lên lên. Đấy. Chúng ta sẽ rõ cái đấy, các bạn nhìn thấy sóng. Các bạn sóng rất là rõ. Ở đây các bạn, với những bệnh nhân nhịp sao thông thường thì người ta khổ trên cái hiệu của sông mô nghĩ người ta khuyên là chúng ta sẽ chọn một nhát móc. Thứ nhất là ở trên đấy người ta theo quy trình người ta là gì, bệnh tất cả các bệnh nhân là được ghi được gọi là lấy các hình ảnh trước, sau đó mình sẽ đánh giá lại trên máy thôi chứ không để bệnh nhân vừa làm vừa đánh giá như này. Thế nhưng mà và sau khi mình lấy xong thì mình sẽ đánh giá, mình sẽ kiểm tra xem là cái nhát móc nào mà là đẹp nhất mà thì mình sẽ lấy. Ví dụ chẳng hạn đánh giá về
hạt chủ chẳng hạn, thì cái góc bóc nào nó rõ ràng về mặt cái phục nó rõ là một, nó cao nhất, cao nhất thì lấy đấy, không phải lấy trung bình. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân đấy là một xoang, còn nếu bệnh nhân có dung nhĩ đến năm nhát lại năm nhát liên tiếp, thì trong trường hợp này thì đây ví dụ như bạn này thì bạn ấy hỏi là đo tối đa và trung bình đúng không, thì mình đây là một cái phổ, nó sẽ đo như thế, là đo ở phía ngoài đúng không ạ, thì bạn sẽ thấy hiện lên là được chưa, thì bạn thấy không, tối đa của nó max đấy, pressure gradient đấy là 3.2 và min đó là 0.9, như vậy tối chép tối đa là 3.2 mét thủy ngân và thứ lớp trung bình là 0.9 mét thủy ngân đấy. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân mà hay thay lá mà trên 10 là thay lá tiếp thì mới với cái trên áp trung bình trên 10 thì đây bây giờ trên một diện tích trên 1.5 với 1.5 đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì có trên hai là vẫn có thể nói là trên hai là bởi vì là sao? Thời gian bốn trên 1.5 trên 1.5 đến 4 ạ, hay là trên 1.5 thì như em 2 thì cũng là trên 1.5 rồi. Đúng không? Trên 1, trên 2 cũng trên 1.5 rồi. Cái ngưỡng người ta cho là trên 1.5 đúng không? Cái 2 của em cũng là 1.5. Xong nếu mà ấy thì mình sẽ kết hợp với chuẩn khác để đánh giá có hẹp không? Đúng rồi, kết hợp nó sẽ thường là nó sẽ có liên quan với nhau giữa cái diện tích và cái chênh lệch trung bình. Vì thường nó sẽ liên quan tỷ lệ thuận. Đúng không ạ? Càng hẹp thì cái diện tích càng nhỏ thì cái chênh lệch trung bình nó càng lớn. Ừ, chị đây. Tính 1.5. Ừ.